À, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Tý năm 2021 ạ. Đối với bạn tuổi Tý trong năm 2021 Tân Sửu này á, và bạn tuổi Tý, bạn có được ý chí kiên cường và quyết tâm cao độ, bạn làm việc rất cố gắng nhưng không đạt được cái mục tiêu thì bạn khó lòng bỏ qua đó nhá. Bởi vì bạn tuổi Tý có cái mối quan hệ lục hợp với những bạn tuổi Sửu, cho nên năm 2021 Tân Sửu bạn tuổi Tý gặp được cái vận khí khá chi là tốt, có đại vận phát tài, nhiều niềm vui bất ngờ đến với bạn. Trong năm tới 2021 với bạn tuổi Tý, nếu bạn chăm chỉ, kiên định cộng với cái sự giúp đỡ của quý nhân lục hợp thì rất có thể bạn tuổi Tý sẽ đạt được nhiều cái mong muốn trong năm nhé. Ngoài ra, với năm 2021, bạn tuổi Tý sẽ gặp được cục diện Tý Sửu lục hợp, cho nên bạn có được sao Văn Xương giúp đỡ, mọi chuyện với bạn được người khác âm thầm trợ lực, không cần phải lo lắng nhiều nhé. Tuy nhiên, trong cái năm 2021 này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang có cái điềm báo gặp hung tinh, bệnh phù và mạnh việt, cho nên bạn cần phải chú trọng tới cái tinh thần và sức khỏe vật chất của mình nhé. Bạn tuổi Tý, bạn cần phải học cách kiềm chế cảm xúc thì mới có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn với bạn. Và trong năm 2021 này với bạn tuổi Tý, năm này bạn đang gặp được quý tinh, người này tính cách thông minh, lanh lợi, làm việc có tâm, có đức, có ý chí và có nhiều ham muốn. Năm nay bạn sẽ có thành tựu, tích tụ tài phú, cả năm hạnh phúc với bạn. Bên cạnh đó, năm 2021 với bạn tuổi Tý, bạn cần phải cẩn thận với nhiều quý tinh giúp đỡ, mọi việc ra cát mà tự tin thái quá, có phần khinh người hơi quá đáng đó bạn nhé. Và với bạn tuổi Tý trong năm 2021 á, bạn kỵ màu xám nhé. Theo căn cứ ngũ hành tương khắc thì bạn tuổi Tý khắc thổ, thủy khắc thổ, màu xám vì ngũ hành thổ năm 2021 bạn tuổi Tý thuộc thủy nên kỵ cái màu này đó. Cuộc sống của bạn tuổi Tý nên hạn chế đồ đạc quần áo màu xám, nếu không bản thân bạn sẽ bị đả kích, gặp nhiều cái chuyện không may mắn, gặp phải trộm mất của đó bạn nhé. Màu xanh trong năm 2021 với bạn tuổi Tý cũng đang có phần thuộc ngũ hành thổ và bạn tuổi Tý cũng cần phải tránh những màu này để có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn tuổi Tý, bạn không nên mua những cái đồ đạc màu xanh xám, cũng không nên sử dụng những cái đồ trang sức có màu trà, như vậy mới đảm bảo cho cái sự nghiệp, tài vận, tình cảm và sức khỏe của bạn trong năm 2021 nhé. Và trong năm 2021 này, cái màu sẫm bạn cũng cần phải kiêng kỵ. Khi mua đồ cũng cần phải hạn chế những đồ đạc có màu nâu sẫm để bảo vệ tiền tài của mình nhé. Màu nâu sẫm, nếu như bạn chọn giày dép, quần áo cũng nên hạn chế những cái màu này, nếu không sẽ gặp phải những cái vấn đề về cảm xúc không bình thường. Chào các bạn vừa nghe xong mình nói về tử vi tuổi Tý năm 2021. Nếu như bạn thích thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.